rồi bà kia đi makeup à? Sao rồi? Ra chưa? Mà đây cũng xà lam, hello. What meat bằng là mì, ra chim phun là what là meat. Ok, có tôi Indonesia nha. Hello anh, vừa thấy ai chào anh ấy. Cảm ơn bạn, bạn là một chiến thần. Thank you Evelina. Phát tử kết. Tử kết thể được phát. Cái này mà ở Indo thì chắc đông lắm. Tử trinh này. Good nha. Cắp kết này. Beautiful. Cút nha. Má ở dưới này có hoa cái gì tím tím đấy. Hoa này là hoa hoa mướp à? Phun chăn tít nha. Hello Hải. Guy, tonight, go to Sài Gòn guy, tomorrow. Bên thằng kia mời em đi sự kiện chưa? Tomorrow event, but photoshoot. Của thằng... Thằng mình gặp hôm sự kiện của Ngô Kiến Huy á. Nó ra em sản phẩm em cắt nhạc. Thế rồi, thằng... Chị quên tên, thằng công ty cũ em không? Cho công ty cũ em đúng không? Ừ. Cái gì nhỉ? Lucky gì đấy thì. Cái Phú Quốc. Tham nấu cút. No party birthday. Cancel. Sau này nếu có Tiger Circuit. No. Anh không đi. Cancel Phú Quốc, Unasay, Indonesia beat, full. Thế thay cơ sắc kịt ra. Chị ghét mình luôn rồi. Tomorrow event MV, friend. Photoshoot. Chị Tiger Sakit. Today happy birthday chị Tiger nha ngay. Quả này là quả gì nhá? Uống gì lâu vậy? Comment new video nha. Mi ở Mô Nghệ An được Mi. Nhung come back in Sài Gòn. Today wedding friend family Nhung. Mai event của Phúc ấy. Khôi tách ke go to airport, ok. Khôi no go to Indonesia, I'm sorry. Khôi sakit. Anh Khôi bảo cái gì đấy, con cái gì?
địa lý. Sợ ma quá tôi sợ băm địa lý. Đây nè, đợt rinh nè. Đợt rinh sao kít à. Đây nè, photo. Đây nè, photo phun. Đây nè, say good. Câu tu photo. Indonesia cái kiểu. Chà. Una. Ném một cà phê. Cacao. Mùa hè. Khu vườn. Cái gì nó đang nói chuyện với ai? Khu vườn. Mùa hè. Tadu tu Dika. Sorry Macha. Guy no spam go to guy. I'm sorry. But no send ticket. Mang cái gì đấy? Sao sẽ lết đâu? Con kia chụp ảnh nó điên loạn luôn vậy. Nhung ơi, Nhung ơi, anh Khôi bảo em tên em để mút story cho ngầu đi. Hello Nguyễn Ngọc Minh Phúc nha. The Bú Trúc. The Bú Trúc. The Bú Trúc. Thank you Silu. The Bú Trúc. Say hello. Hello guy gip nha, thank you guy. The Bú Trúc. Nó vừa đi đâu đây mà. Đệ. Đệ. Nè. Hả? Gần. Photo. Mà căn à. Tức photo. Cái gì? Bà kia chụp cái gì đấy? Dạ bà. Ừ. Photo nè. Bưởi. Có bưởi. Có bưởi là gì? Tết đi. Nó photo à? Nó photo. Đang. Nè đi à? Ừ. Nè. Nè. Quay. Thank you Na Khôi, thank you anh. Anh Khôi đi Hải Dâu chưa? Chưa đâu, không đi đâu. Mà em đầy bộ nhớ. Kìa. Em ơi. Dạ. Dạ. Chết mất. No, em ơi qua online nè. Cái bác đang bác. Chết rồi chứ. Em ơi. Bye bye các anh nhá. Ở ngoài đấy nhá. Cười ha 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 cười. Suda
photo, cắt từ photo, no, no view, no, no face you. Lúc ba. No. Why? Những photo you no say thôi. No. Ok, bye. Happy, what the happy? Happy good. Yeah, you are tough. Thank you. Phù màu hè, chị gấu. Yeah, khôi banh măng đi chị gấu, chị gấu. Bách măng đi khôi. Hiểu không? Hiểu không? Chị gấu free. Khôi order. Đan, khôi banh măng đi chị gấu. Đan. Chị gấu look. What? Chị gấu. Say girl. Order. Go money khôi. Yeah, nào khôi full money nè. Nè, khôi full money. Tôi biết sao. Biết cái gì cả. Chị nhìn người ta cầm tay rồi nhìn mắt. Mắt gầy. Ê, anh bị đóng tay anh kia á. Anh như này mà thấy không? Đang bị lại các em bị mà. Khi mà thằng nó bị ù á. Có biết ba. Đấy, cái nó photo nè, photo cũng nè. Các phát cũng nè. Ờ. Good night. I'm happy. Why you make up full nè? Mày mất cái gì mà mũi của mày mà nhọn hoắt vậy? Why you angry? You let me nha. Nói lúc nào cái? No, anh đi bắt như mày nhìn đi cái mũi của nó mày đánh nhọn nhọn vậy. Why you bắt như lúc kệ. Aja jalan-jalan aja. Kamu sendiri diajak jalan-jalan sama dia kan? Kita harus lihat seberapa bagusnya kafe ini. Ini kafe bagus banget. Nah, kita jalan-jalan aja lah ya. Tuh, situ tuh pemandangannya kayak gitu, bagus banget. Tuh, kita bunga-bunganya tuh lucu banget kan sih. Kita jalan lagi deh. Terus, blur. Kenceng banget anginnya, iya. Ini kenceng banget. Terus dari sini tuh bagus. Lihat nih, 1, 2, 3. Wah. Blur, emang blur. Kita lanjut jalan lagi guys. Iya kayak di belakang keren banget cuy tempatnya. Suka banget. Suka banget tempatnya. Suka itu sama tempatnya. Gue pengen banget kesini tuh karena kakek situ juga coba tajir sumpah. Sejak itu cowok yang kesumpah aja sumpah. Pas banget. Apa kata bang sih? Tuh. Merenung. Merenungkan nasib. Nanti, ini isi hatinya sih abang. Ntar kalau Una udah balik ke Jakarta, gue bakalan serame ini lagi gak ya? Iya. Apakah gue bakalan selalu kesepian kayak gini? Kita kesini dulu.
kasih seleksi deh, sih terdorong boba aja. Sini terus. Terus maca. Ada bapak aku. Sini, hati sih perut. Sudah, situ juga ada. Nggak tahu untuk apa gunanya ada mincin di sana. Bisa dah. Tata-tata. Terus di sana tuh adalah. Live streaming. Dan. And so. Pen Indonesia sih. Nggak, jangan lupa.